các cuộc chiến tiền tệ trong lịch sử. Trong lịch sử, nền kinh tế thế giới đã trải qua hai cuộc chiến tiền tệ hết sức tồi tệ. Chúng gây ảnh hưởng cực lớn đến sự phát triển thương mại toàn cầu. Hai cuộc chiến tiền tệ trong lịch sử xảy ra giữa Mỹ và các nước châu Âu. Một, cuộc chiến tranh tiền tệ lần thứ nhất. Cuộc đua phá giá đầu tiên xảy ra giữa các cường quốc kinh tế trong thập niên 1920 đến 1930 là trường hợp kinh điển của chiến tranh tiền tệ. Khởi điểm của cuộc chiến này bắt đầu từ nước Đức. Năm 1921, một đợt lạm phát được Ngân hàng Trung ương Đức Reichsbank thực hiện nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh. Nhưng cuối cùng, nó đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát và phá hủy đi nền kinh tế. Năm 1922, Reichsbank phải điên cuồng in tiền để trả lương cho các nhân viên nhà nước. Hậu quả là một đô la Mỹ lúc đó không thể tiêu được trên nước Đức vì các cửa hiệu không có đủ năng lực để trả lại tiền thừa. Trước tình hình hỗn loạn của Đức, các quốc gia khác cũng bắt đầu ra đòn. Năm 1925, Pháp phá giá đồng nội tệ franc trước khi quay trở lại với chế độ bản vị vàng. Nhờ đó Pháp đã chiếm được lợi thế xuất khẩu so với Anh và Mỹ. Thời điểm đó, một người Mỹ với một ít đô la Mỹ có thể đến Pháp và sống như một ông hoàng. Năm 1931, sau nhiều năm chịu suy thoái vì phục hồi chế độ bản vị vàng, Anh đã từ bỏ chế độ này. Kể từ đó, Anh bắt đầu hạ giá đồng nội tệ của mình để giành lại vị trí xuất khẩu. Năm 1933, Mỹ bắt đầu tham chiến khi phá giá đô la Mỹ với vàng, giành lại lợi thế cạnh tranh giá xuất khẩu đã mất vào tay Anh và Pháp. Kết quả của cuộc chiến tranh tiền tệ này tạo ra một trong những đợt suy thoái tồi tệ nhất lịch sử. Cuộc chiến này còn tiếp tục cho đến khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Năm 1944, các cường quốc kinh tế phe chính yếu gồm Anh, Pháp và Mỹ đã lập ra hệ thống Bretton Woods. Nội dung chính của nó là thỏa thuận ổn định tỷ giá tiền tệ giữa các nước. Dưới hệ thống Bretton Woods, đồng đô la Mỹ đã chuyển đổi thành vàng với giá niêm yết 35 USD trên một ounce. 2. Chiến tranh tiền tệ lần 2. Năm 1967, sau một thời gian bình ổn nhờ Bretton Woods, chiến tranh tiền tệ lần thứ 2 nổ ra. Anh được biết đến là nước khơi mào khi đồng bảng Anh bị phá giá mạnh, và lượng tiền được phát hành khi đó đã gấp 4 lần trữ lượng vàng của Anh. Đối mặt với lạm phát tăng cao, Pháp rút khỏi thỏa thuận ổn định tỷ giá với Anh và Mỹ. Điều này khiến Mỹ chịu áp lực lớn khi lượng đô la Mỹ bán ra thị trường để đổi lấy vàng quá nhiều khiến đồng đô la Mỹ liên tục bị mất giá. Giá vàng lúc này tăng đến 45 đô la Mỹ trên một ounce, không còn là 35 đô la Mỹ như neo giá ban đầu. Năm 1972, đồng bảng Anh một lần nữa bị phá giá, khiến Mỹ rơi vào tình trạng suy thoái. Năm 1973, IMF chính thức khai tử hệ thống Bretton Woods. Năm 1985, kinh tế Mỹ phục hồi khiến đồng đô la Mỹ tăng giá kỷ lục trở lại. Trước tình cảnh này, hàng hóa của Mỹ mất lợi thế cạnh tranh so với các cường quốc khác. Do đó, Mỹ đã buộc các quốc gia thuộc nhóm G7 ký một hiệp ước đồng ý giảm giá đồng đô la Mỹ. Ngoài hai cuộc chiến tiền tệ lớn nêu trên, thế giới cũng từng chứng kiến một số cuộc chiến nhỏ. Đó là năm 2008, khi ngân hàng Lehman Brothers bị sụp đổ, Mỹ cũng phá giá đồng đô la Mỹ với các gói nới lỏng định lượng, hay Nhật cũng từng phá giá đồng yên để giúp đỡ nền kinh tế phục hồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video. Nếu thấy hữu ích, hãy follow để ủng hộ kênh bạn nhé!